Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chuế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 121. Chương 1201, Đại Quyết Chiến, 6. Tháng 4 Vũ Chân Hưng Nguyên Niên, đầu hè năm thứ 13 kể từ khi Ninh Nghị giận dữ giết vua, đánh ra cờ xí Hoa Hạ, nhiều thương thức trên đời này đều bị đảo ngược. Kim quốc liên tục gần 2 năm Nam Chinh lần thứ 4 đã đi vào hồi kết. Trong thời gian này, chiến dịch Tây Nam thoạt nhìn mờ nhạt ngoài lề nhưng thật ra bị vô số người trong thiên hạ chú ý cũng sắp kết thúc. Vũ Triều bị chiếm đóng, tan vỡ trong cuộc tấn công của Kim quốc Đông Lộ quân, thảm kịch cơ hồ toàn bộ thiên hạ quỳ xuống trước người Kim khiến người đau xót bóp cổ tay, nhưng không nằm ngoài dự đoán. Trong quá trình toàn bộ đại chiến Kim Vũ, Vũ Triều từng có hành vi ngu ngốc, nhưng cũng có chống cự bi tráng. Vô luận trước hay sau cuộc chiến, mọi người đều rõ ràng biết trong trận đại chiến này, Vũ Triều là kẻ yếu thật sự. Sự thất bại của kẻ yếu khiến người thở dài, đau lòng, nhưng đa số người trong thiên hạ đều ít nhất từng một, hai lần tưởng tượng ra cảnh như vậy. Đối với Hắc Kỳ ở Tây Nam, trong một khoảng thời gian dài mọi người không muốn nhìn thẳng vào nó. Người của Vũ Triều có ấn tượng sai lệch hoặc nhiều hoặc ít với Hắc Kỳ. Dù là nhiều thế lực thông thương cùng có lợi lâu dài với Tây Nam cũng rất khó sinh ra đánh giá cao với vỏn vẹn mấy chục vạn người cuộn mình trong lương sơn Tây Nam. Mà hạn mức cao nhất của cao này cùng lắm là ngang ngửa Vũ Triều. Dù là ở Kim Quốc, đa số người không thật sự nghiêm túc suy xét uy hiếp từ cái gọi là Hắc Kỳ. Mặc dù năm xưa, đại chiến phát sinh ở Tây Bắc từng khiến Kim Quốc mất hai viên đại tướng, nhưng sau đó Kim Quốc thắng lợi và đổ sát Tây Bắc rồi. Người thật sự nhìn thấy Hắc Kỳ đáng gờm chỉ có cao tầng Kim Quốc như Tông Hàn, Hy Doãn, nhưng tư duy của họ chỉ dừng lại ở còn kịp điều chỉnh. Đến lần Nam Chinh thứ tư, Đông Lộ quân chủ công Vũ Triều, Tây Lộ quân đặt mục đích ở Tây Nam. Có sự chú ý cao của Tông Hàn, Hy Doãn khiến những người khác không còn quá lo lắng tai họa ngầm Hắc Kỳ. Tông Phụ, Tông Bật Trinh Nam Vũ rất có thể sẽ tay trắng trở về, nhưng mục tiêu mà Tây Lộ quân theo dõi đám cướp Vũ Triều núp trong núi, cơ bản là không có khả năng tránh thoát được. Mọi người quan sát kỹ Kim, Vũ mênh mông hùng dũng giao phong, nhìn chăm chú quá trình Nam Vũ tan vỡ hủy diệt, bọn họ vẫn ôm tâm trạng thoải mái đối với việc Tây Lộ quân thúc đẩy tiến lên. Nếu như nói quá trình chiến tranh của Vũ Triều có thể bày những ván cá cược gay cấn, vậy phát triển chiến sự ở Tây Nam trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể trở thành một cuộc cá cược về thời gian, Tông Hàn sẽ đánh bại Tử Châu vào lúc nào? Đánh bại Thành Đô vào lúc nào? Hạ gục cái gọi là Hoa Hạ quân đoàn năm vào lúc nào? Khải Hoàn về Triều vào lúc nào? Đến đầu năm nay, có lẽ ván cược như vậy hơi điều chỉnh lại nhưng về phương hướng chính thì không chệch bao nhiêu. Mãi khi vị tầm ma ở Tây Nam lật ra những con bài úp của mình tựa như nhà ảo thuật đại tài. Không ai ngờ Hắc Kỳ quân yên phận ở một góc, trong thời gian dài chỉ có nền móng mấy chục vạn 8KSE tích lũy sức mạnh to lớn đến vậy. Cuối năm ngoái, Tây Lộ quân đi vào kiếm các, bộ bài úp trong tay tâm ma mới chỉ ung dung đánh ra từng lá, Tây Lộ quân do Tông Hàn dẫn dắt đinh ninh mình không ngừng tiến sâu vào một cái ao nhỏ. Nhưng đến năm nay, đặc biệt là bắt đầu từ tháng 2, lá bài trong tay tâm ma trở nên sắc bén hơn, lá sau hùng mạnh hơn lá trước. Mặt nước nhỏ dao động, địa hỏa đang tích trữ, đám người Tông Hàn đã tiến sâu vào nhìn thấy dung nham hùng dũng ập vào mặt, mọi người ôm tâm lý đối kháng ao nhỏ giờ đây đối mặt núi lửa bùng nổ. Vọng Viễn Kiều vào tháng 2, đến tháng 3 thì một đường rượt đuổi, tất cả thưởng thức đều tan vỡ ở trước mặt, mọi người vốn cho rằng Hắc Kỳ chỉ là dân cách mạng không kiêng nể gì trong Vũ Triều. Giống như Phương Tịch, như Điền Hổ, hoặc cùng lắm là lợi hại và cực đoan hơn hai người này. Nào ngờ giờ đây Hắc Kỳ biểu hiện ra sức mạnh đáng sợ còn vượt qua nữ chân mãn vạn không thể địch nổi lên. Đáng sợ nhất là, lực lượng như vậy không thấy đáy. Nếu nói trong tháng 2, 3, hỏa khí xuất hiện ở Tây Nam thành lập trên đột phá tạm bợ về kỹ xảo vặt, đến tháng 4. Tông Hàn gửi gắm hy vọng cuối cùng vào quyết chiến Hán Trung, mọi người mới giật mình nhìn thấy cảnh tượng kinh người thậm chí còn hơn sức mạnh kỹ xảo vặt. Ngày 19 tháng 4, trong ghi chép và tổng kết của người đời sau, đây là khoảnh khắc chế độ quân sự hiện đại và tín ngưỡng quân đội bày ra sức mạnh đáng sợ thực sự của nó. Khi Tần Thiệu Khiêm dẫn dắt quân đoàn bảy sông hướng đằng trước, một lần mang theo niềm tin ai binh bất ngờ đánh bộ đội nữ chân vẫn giữ tố chất đơn binh ở đỉnh cao thời đại này té sấp mặt.
Đây là biểu hiện của 2 vạn người Hoa Hạ quân đối diện với 9 vạn người Kim quân. Ý chí chiến đấu kinh người, phối hợp chiến trường xuất sắc, mức độ tổ chức siêu cao được thể hiện ra trong dã chiến, gần như là sức chiến đấu cương đao cắt đậu hủ. Chiều ngày 19 tháng 4, Phổ Cha dẫn dắt bộ đội tiên phong giống như gặp bánh xe to lớn nghiền nát, trong chiến thuật chém đầu quy mô lớn chẳng chút báo trước, bọn họ không thể kháng cự bị đánh tan tác. Trước lúc chiến đấu, ở thời đại này bọn họ cũng là quân đội ương ngạnh như sắt thép, nhưng sắt thép bị cứng rắn nghiền nát, Hoàn Nhan Tát Bát đến sau dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn trong trẻo. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục vào đêm nay. Nhiều năm sau ở đời sau, đánh giá biểu hiện của người Kim trong trận đại chiến Hán Trung này thường nghiêng về hai hướng. Một bên cho rằng lúc này quân đội nữ chân đang đi xuống dốc, đặc biệt là trải qua trận thua ở Tây Nam. Lòng quân chắc chắn nát bét rồi, nên khi tính sức chiến đấu mà Hoa Hạ quân đoàn 7 biểu hiện ra ngoài cũng phải trừ bớt. Phần trăm lại, nói theo cách của Tần Thiệu Khiêm lúc ấy đại khái là ăn bữa cơm thừa của quân đoàn 5. Bên kia thì cho rằng so với sức chiến đấu đỉnh cao căn cứ vào chế độ quân sự hiện đại mà Hoa Hạ quân biểu hiện ra ngoài. Lính Kim dưới sự dẫn dắt của đám người Tông Hàn trong thời gian nhất định cũng bộc phát ra sức mạnh đỉnh cao của quân đội phong kiến. Đây là niềm kiêu hãnh còn sót lại của quân đội nữ chân tung hoành thiên hạ 30 mấy năm sau trận thua Tây Nam. Khó khăn tiến lên trên con đường về Bắc, lần thứ 2 vấp ngã trong cuộc chiến Hán Trung, rốt cuộc cũng kích phát ra ý chí ai binh nhất định. Lúc trốn chạy ở Tây Nam, e rằng giác ngộ ai binh chỉ tồn tại trong lòng số ít ỏi quý tộc Trung. Cao tầng trong đám tướng lĩnh cao tầng Bạt Ly Tốc, đến Hán Trung thì Trung hạ tầng mới dần dần cảm thụ nỗi hoảng sợ có lẽ không thể quay về. Ý niệm ai binh như vậy ở một mức độ nào đó kích phát ra sức chiến đấu của bọn họ. Trong cao tầng quân đội, biểu hiện của một số tướng lĩnh rất bắt mắt, thậm chí giống như bọn họ thiêu đốt bản thân để tỏa sáng. Thí dụ như Hoàn Nhan Tát Bát, sau khi cứu Phổ Cha mà vô vọng thì chọn củng cố trận địa co đầu rút cổ phòng ngự. Hôm sau dẫn dắt kỵ binh liều mạng đánh bất ngờ, từng gây ra phiền phức không nhỏ cho Hoa Hạ quân. Phản ứng lợi hại nhất có lẽ là ứng đối của Hoàn Nhan Tông Hàn trong đêm nay. Sau khi nhận tin mà Tát Bát sai thân vệ đưa tới, không lâu sau vị tướng già nữ chân chinh chiến thiên hạ hơn 40 này âm thầm điều động quân đội, làm chuẩn bị phòng ngự, đánh lén ban đêm, thậm chí mai phục phản kích. Cách 30 mấy dặm, vốn là Cao Khánh Duệ rằng co với sư đoàn 2 của Hoa Hạ quân đoàn 7. Khu vực đó chém giết kịch liệt, trong núi thậm chí cháy lớn, nhưng về sau chứng minh là hư chiêu của Hoa Hạ quân. Tần Thiệu Khiêm dẫn dắt chủ lực sư đoàn 2 trong bóng đêm dọc theo đường núi đi đường vòng mấy chục dặm. Đến rạng sáng ngày 20 tháng 4, và lúc mà mọi người mệt mỏi buồn ngủ nhất thì tấn công địa doanh Tông Hàn. Ứng đối của Tông Hàn trong đêm nay chuẩn xác hệt như dã thú. Hắn trắng đêm không ngủ, lệnh cho tướng sĩ trong quân doanh sẵn sàng nghênh chiến. Hoa Hạ quân đánh vào trong, bị trúng bẫy. Đây là cảnh tượng xinh đẹp nhất của lính Kim trong đại chiến Hán Trung. Nhưng tố chất quân đội của Hoa Hạ quân cực kỳ kinh người, một đại đội phụ trách tấn công tiền tuyến lập tức phát hiện không ổn. Trai binh ra trinh sát, khiến mai phục của lính Kim không thể bao bọc đại đội Hoa Hạ quân. Một khắc trước khi bắt đầu giao chiến, tiên phong của Hoa Hạ quân từng bị yếu thế vì đại pháo và tấn công bằng lửa, nhưng sau đó triển khai chống cự quyết liệt và phá vòng vây. Trong chiến đấu tiếp theo, quân của hai bên bày ra ý chí đánh trận kinh người. Tông Hàn, Hàn Xí Tiên lần lượt đến tiền tuyến đốc chiến, khi phát hiện thủ lĩnh của quân địch, một phần đại đội, Hoa Hạ quân ở trong nửa vòng bao vây, có tiểu đội từng đánh bất ngờ vào khu trung tâm của đối phương, trả giá một số hy sinh nhưng vẫn không được thành quả chiến đấu. Tùy theo Hoa Hạ quân rút lui, lính Kim hùng hổ truy kích, không lâu sau bị Hoa Hạ quân đánh ngược lại, hàng nghìn Kim quân gục ngã trong bóng đêm. So với mất mát lúc trước Hoa Hạ quân rơi vào phục kích thì chiến đấu giai đoạn sau khiến lính Kim bị thương vong nhiều hơn. Tông Hàn đã hiểu sức chiến đấu của Hoa Hạ quân này khủng bố cỡ nào, từ nay cấu trúc nhiều lớp phòng ngự. Tác chiến đêm nay dường như cũng xác minh cách nói lúc trước của Ninh Nghị, tuy Hoa Hạ quân có tố chất chiến đấu kinh người, cũng thông qua bộ tham mưu tập trung trí tuệ của mọi người lại. Nhưng chỉ huy tạm thời và vận dụng chiến thuật trong chiến tranh vẫn kém hơn tướng lĩnh Kim quốc tung hoành chém giết mấy chục năm, trải qua vô số thử thách mà vẫn sống sót. Bàng Lục An mất huyện Hoàng Minh vì lý do này, đêm nay Tần Thiệu Khiêm đánh lén không thành công cũng vì thế. Tuy nhiên, tướng Kim giỏi về chiến thuật, còn sở trường của Hoa Hạ quân thể hiện ở mặt chiến lược. Ninh Nghị giỏi về lên kế hoạch, kỷ luật quân đội hiện đại cộng với huấn luyện binh tàn khốc, tố chất quân đoàn 7 đã được đúc thành công đủ để xóa bỏ chút tì vết về mặt chiến thuật. Cho dù 1.000 người vây quanh 500 người, 500 người đó ngược lại hạ gục 1.000 người là được.
Chương 1202, Đại quyết chiến, 7. Đêm nay qua đi, Tần Thiệu Khiêm chia ra một nửa bộ đội đi hướng Bắc, phối hợp tiến công của sư đoàn một đánh Hoàn Nhan Tát Bát. Tát Bát cố gắng ổn định, muốn nương ưu thế của hỏa pháo kéo cục diện vào cuộc chiến phòng ngự trận địa của quân đoàn lớn. Cùng lúc đó, Cao Khánh Duệ, Tông Hàn nhổ trại lên Bắc, Tần Thiệu Khiêm lãnh binh đánh trung lộ. Tông Hàn động viên nhiều tướng lĩnh trung, hạ tầng dùng thế công vừa kịch liệt vừa lâu dài mở ra nhiều đợt chém giết với Hoa Hạ quân. Hoa Hạ quân đã phô bày sức chiến đấu kinh người nhưng Tông Hàn vẫn không lựa chọn rút lui, lúc này rút lui mới là đường chết thật sự. Dù sức chiến đấu của Hoa Hạ quân đoàn 7 đã rất mạnh, nhưng tổng cộng chỉ có 2 vạn người, vị tướng già nữ chân này biết phải cắn chặt răng rằng co tiêu hao mới là lối thoát duy nhất. Tông Hàn, Hàn Xí Tiên, Cao Khánh Duệ cố gắng giữ mức độ trật tự của quân đội, cắt nhỏ quân đội với con số hơi khổng lồ ra, từng vòng liên tục mà thường xuyên tấn công Hoa Hạ quân. Lúc này bọn họ đã thua nhiều thắng thiếu trong tác chiến cục bộ, đành tiến hành quyết chiến quy mô lớn kiểu hộ bộ đạt cương. Tông Hàn đã quyết định, dù có phải sử dụng ưu thế đông người cũng quyết tiêu hao chết đội Hoa Hạ quân này. Trong phạm vi trăm dặm, hai đội quân hỗn loạn giao thác, hai bên tranh cướp qua từng chốt, từng đỉnh núi. Sức chiến đấu của Hoa Hạ quân cương cường, nhưng đám người Tông Hàn, Cao Khánh Duệ điều khiển người nữ chân vừa có binh lực dày đặc vừa phản ứng nhanh, chóng. Mỗi khi đánh gục kỳ một bộ đội đối phương sẽ lập tức điều hai bộ đội khác đến, hai đội bị hạ thì hậu phương sẽ có hai bộ đội nữa chờ đợi xông lên. Phong cách đánh của người nữ chân luôn thô bạo, 40 năm nay trải qua từng đợt ủng hộ, xung phong mà giải quyết đa số kẻ địch trong thiên hạ này. Nhưng sau 40 năm điều khiển quân đội, Hoàn Nhan Tông Hàn bất đắc dĩ phải đối mặt một cuộc thử thách khác, không ai ngờ hắn có thể lấy phương thức như vậy để ứng đối thử thách này. Quân đội mấy vạn người cơ hồ bị hắn cắt thành đơn vị khoảng 100 người, Tông Hàn ném các bộ đội này đi khắp nơi giống như đang chơi cờ. Một số bộ đội bị hạ lệnh liều mạng, một số khác nhận mệnh lệnh linh hoạt hơn, mỗi mãnh an, mưu khắc của bộ đội đều nhận chỉ lệnh cụ thể trực tiếp từ Tông Hàn. Mặc dù truyền tin trên chiến trường sẽ chậm một chút, nhưng đám người Tông Hàn bằng vào kinh nghiệm chiến trường nhiều năm và phản ứng của tướng lĩnh trung, cao tầng khác phỏng đoán trước xu thế của chiến trường. Một số sắp xếp không áp dụng được, nhưng phương hướng tác chiến chủ yếu gần như bị lão nhân này đoán trúng hết. Trong mấy khu vực đánh trận chấn động cao độ, viện binh của người nữ chân kéo tới mãi không dứt, khiến Hoa Hạ quân cũng cảm thấy mệt mỏi. Dựa theo ghi chép mấy năm sau, mấy ngày đầu quyết chiến Hán Trung, có binh sĩ trong nữ chân quân chứng minh Hoàn Nhan Tông Hàn 3 ngày chưa ngủ, hai mắt đỏ rực, râu tóc bạc trắng. Vị lão nhân gánh vác một nửa hy vọng của Kim Quốc này thật sự tâm lực tiều tụy. Sau đợt đánh lén đầu tiên thất bại, Hoa Hạ quân đổi sang kiểu đánh ung dung có trật tự hơn, mặc dù mức độ chấn động chiến đấu cực cao. Lần lượt xuất kích, tác chiến, chia binh, di chuyển cũng cực kỳ thường xuyên, nhưng bộ tham mưu lên kế hoạch làm từng bước. Phương hướng chính của hai vạn người vẫn giữ được trông chừng nhau và có tính tổng thể, mỗi một lần tiến công đều yêu cầu trả cái giá nhỏ nhất đánh gục đối phương. Nếu Hoàn Nhan Tông Hàn đã bày ra ứng đối cẩn thận, không có chỗ trống để chui vào trực tiếp giết chủ soái. Vậy Hoa Hạ quân đổi thành vô số lỗ ong, thông qua từng đợt thắng lợi cục bộ cắn đối phương đến tan vỡ tinh thần. Gần Hán Trung, hơn 100 vạn Hán quân, hoặc chỉ là thủ lĩnh của bọn họ đang nín thở quan sát trận chém giết điên cuồng mà kịch liệt này. Nhưng tin tức biến đổi nhanh còn hơn khả năng nhận thức của bọn họ đối với hiện thực. Từ ngày 19 tháng 4 đến sáng ngày 23 hôm nay, có ở bên ngoài quan sát chưa xem rõ lửa chiến phía Tây của Hán Trung rốt cuộc đốt cháy như thế nào. Cùng lắm chỉ biết rằng các tướng già người Kim đang dốc hết sức đốt cháy bản thân, muốn đốt trụi kẻ địch khủng bố ở trước mắt. Tiến công của Hoa Hạ quân tựa như búa tạ nhiều lần đập xuống, cố gắng dập tắt lửa lớn của Kim Quốc, chém giết giữa hai bên đã vượt qua thưởng thức cũ. Giữa trưa cùng ngày, binh lực một doanh của Hoa Hạ quân đoàn 7 sau khi hóa trang thì ngụy trang thành bộ đội nữ chân tán loạn cứng rắn giữ cổng Nam Hán Trung. Chiều cùng ngày, tiêu điểm tranh đoạt của hai đội quân di chuyển đến nơi này. Lửa chiến dây dưa ở phía tây của Hán Trung giống như đột nhiên khuếch tán, bùng cháy đốt toàn bộ Hán Trung thành biển lửa. Trong Hoa Hạ quân đoàn 7 và Hoàn Nhan Tông Hàn đốt lửa trên đồng bằng Hán Trung thì khói lửa ở Kiếm Các cũng cháy hừng hực trong mấy ngày trời. Cừ Chính Ngôn vẫn không đúng hạn hoàn thành kế hoạch dự định cướp lấy Kiếm Các trong vòng 3 ngày. Đối mặt Bạt Ly Tốc đã manh nha ý định chết, mang theo giác ngộ vô cùng kiên định tử thủ tại chỗ, Cừ Chính Ngôn về mặt binh lực vẫn không chiếm ưu thế nên tiến độ lên núi không nhanh. Từ khía cạnh lịch sử thì có thể đột phá quan thành phía trước,
chậm rãi áp sát đã là thành tích chiến đấu độc nhất vô nhị, hơn nữa trong chiến đấu về sau. Hoa Hạ quân làm bên tấn công vẫn luôn giữ ưu thế nhất định, so sánh từ binh lực đến hỏa khí trong kiếm các hiện giờ thì đây đã là trạng huống gần như là kỳ tích. Dưới tình huống thiết pháo mẫu nhỏ còn chưa có đột phá mang tính quyết định, bộ đội do Cử Chính Ngôn dẫn dắt rất khó kéo nhiều hỏa pháo trong đường núi hẹp hòi của Tây Nam để công thành. Trọng điểm là mang ra mấy chục phát đạn hỏa tiễn tuy có thể chiếm ưu thế ở một mức nào đó trong tấn công cự ly xa, nhưng số lượng quá ít không thể quyết định hướng đi của toàn bộ tình hình cuộc chiến. Bạt Ly Tốc dàn trải hỏa pháo ở khắp nơi trong dãy núi, hễ nơi nào có xu hướng yếu đi liền đốt thùng thuốc nổ làm nổ thiết pháo. Kiểu chống cự kiên quyết như vậy khiến ý đồ sau khi cướp hỏa pháo sẽ mang lên công thành của Hoa Hạ quân rất khó thuận lợi thực hiện. Trừ số ít đạn hỏa tiễn Đế Giang đếm trên đầu ngón tay ra, ưu thế duy nhất của Cử Chính Ngôn là bộ đội dưới tay đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một khi đi vào hỗn chiến liền có thể đè đầu đánh quân bên kia. Nhưng dù vậy, chiến sĩ lính Kim đã ý thức được khó mà về nhà, đầu hàng cũng sẽ không có kết cục tốt nên không dễ quăng vũ khí đầu hàng. Cử Chính Ngôn luôn am hiểu đi xiếc trên dây, đánh đột kích, sau khi thấy rõ tư thái chống cự của Bạt Ly Tốc liền từ bỏ kế hoạch kỳ binh đánh bất ngờ quá mạo hiểm trong trận chiến đấu này. Ở trước mặt tướng gia cấp bậc cỡ Bạt Ly Tốc mà chơi tâm kế rất có thể sẽ khiến mình té chúi nhũi trên chiến trường. Tổng hợp lại những nhân tố này, chiến đấu ở kiếm các trở thành một trận chiến vừa thảm liệt vừa theo trật tự nào đó cho đời sau nhìn lại. Hoa Hạ quân mỗi lần vừa tấn công vừa tìm ra một chốt, lại nhổ chốt đó, từng bước đẩy lên đỉnh núi. Nếu Bạt Ly Tốc tổ chức phản công thì Hoa Hạ quân sẽ vững vàng tổ chức phòng ngự, gặp chiêu đỡ chiêu. Tuy Cử Chính Ngôn không chiếm nhiều ưu thế về mặt binh pháp, Hưng Bạt Ly Tốc mấy lần tổ chức phản công bất ngờ, thậm chí là bắn pháo quy mô lớn cũng đều bị Cử Chính Ngôn ung dung đỡ lại hết. Nhiều năm sau, trận công phòng do hai bên chỉ huy mấy nghìn người phe mình được xuất hiện trên lịch sử đánh trận hết lần này tới lần khác. Hai bên dốc hết những gì mình có ra trong cuộc giao phong kịch liệt mà thường xuyên này. Đây là trận chiến cuối cùng trong đời tướng già Kim Quốc Bạt Ly Tốc. Hắn một mặt dùng thái độ đập nồi dìm thuyền đối diện với tất cả điều này. Vẫn luôn giữ bình tĩnh từng bước lùi lại, tướng sĩ tử trận, phòng tuyến bị áp xúc. Một mặt khác, dù sự thực là sức chiến đấu của hai bên đà đảo ngược giống như núi Thái đè đầu rồi. Nhưng ở mấy chốt quan trọng Bạt Ly Tốc vẫn tổ chức phản kháng kịch liệt, đặt cạm bẫy xảo diệu và đối sách phục kích. Giống như vô số tướng lĩnh nữ chân khác mấy chục năm trước đi theo A Cốt đả giấy binh, mặc dù lúc diệt Liêu diệt Vũ. Khi thuận buồm xuôi gió thì bọn họ cũng từng xa vào yên vui, nhưng đối diện với thế cục ngả nghiêng, bọn họ vẫn bày ra khí phách giống như năm xưa chống lại mảnh trời đất này. Bình tĩnh phản kháng trong thế yếu gần như bít đường, cố gắng dùng sức mạnh xé mở một cơ may sống trong khoảng trời này. Nhưng lần này thì Cử Chính Ngôn bình tĩnh dập tắt mỗi một tia hy vọng của Bạt Ly Tốc. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1203, Đại Quyết Chiến, 8. Cùng lúc đó, Hoa Hạ quân đoàn 5 bên trong Kiếm Các và Cử Chính Ngôn đều đang trong tâm lý vô cùng lo âu. Hoa Hạ quân đoàn 7 ở bên ngoài Kiếm Các đã truyền lại trạng thái và mưu tính của Hoàn Nhan Tông Hàn đang dục dịch, bộ tham mưu của quân đoàn 7 đã sẵn sàng ứng đối ngay mặt. Một là vì đây là cơ hội cuối cùng cho quân đoàn 7 ngay mặt đối kháng bộ đội Tông Hàn, mặt khác là vì ứng đối thất bại cục bộ ở mấy nơi như Tương Phàn vì sự phản loạn của Đới Mộng Vi. Nếu không đánh trận này, lực lượng cách mạng Tề Tân Hàn, bao gồm Hán quân ở đó đều sẽ chịu khổ nhiều. Ninh Nghị có thể nhìn thấu then chốt trong này, nhưng mặt khác dù rằng trong chiến đấu tỉ võ và luận chứng chiến thuật hồi trước có phỏng chừng sức chiến đấu của quân đoàn 7, nhưng diễn tập và thảo luận là một nhẽ, mang đến chiến trường một giây có muôn vàn biến hóa thì lại là chuyện khác. Hai đánh chín vạn, sơ sẩy một cái rơi vào cạm bẫy của đối phương thì có xác suất toàn quân bị diệt, tỷ lệ rất cao. Tùy theo Cử Chính Ngôn triển khai công thành với Kiếm Các, binh lực bên trong quân đoàn 5 ở Tây Nam đang điều động từng chút một. Ninh Nghị giống như có tính bùn xỉn, điều động dàn binh lực vốn đã rất căng rồi, một mặt cố gắng hết sức tổ chức càng nhiều dân binh tiến lên. Mặt khác giáng móc ra hơn 1.000 người trong binh lực vốn đã ít ỏi, định cử đi hướng Kiếm Các. Toàn bộ quá trình giành giật từng giây, trong vòng 3 ngày đã hoàn thành điều động và sắp xếp mới. Trong đó, có một số sắp xếp không thể nói rõ bị người đời sau lên án, Ninh Nghị rút bớt binh lực tập trung mảng trong trừng trại tù binh, đồng thời võ trang tăng cường cho binh lực ở xung quanh. Thậm chí từng tăng mạnh lực lượng phòng dịch,
Khi bộ tham mưu báo cáo làm như vậy rất có thể sẽ cho tù binh bắt lấy cơ hội tổ chức làm phản bất ngờ. Ninh Nghị chỉ trả lời đúng một câu, nếu bất ngờ làm phản thì tiêu diệt hết. Đối mặt thế cục bên ngoài, Kiếm Môn Quan đã căng thẳng và mất kiểm soát, ứng đối như vậy tỏ rõ Ninh Nghị ở một mức nào đó đã chuẩn bị tâm lý sẽ giết tù binh quy mô lớn. Đặc biệt là hành vi mấy chỗ trại tù binh rút bớt binh lực thì đổi sang tăng mạnh lực lượng phòng dịch và phát sổ tay phòng dịch, điều này càng khẳng định cho phỏng đoán này. Đây là vì ứng đối tình huống xuất hiện trong vùng núi ẩm ướt khi có nhiều xác chết, chiến sĩ Hoa Hạ quân phát hiện hướng hành động này, trong vài ngày về sau nâng mức độ căng thẳng lên một bậc. Cùng lúc với điều động binh lực là những nhân viên phụ trách trông chừng tù binh như Hầu Ngũ, Hầu Nguyên Ngùng cố ý lộ ra giàn giáo của toàn bộ sự kiện cho nhân vật cầm đầu trong tù binh. Đặc biệt là Ninh Nghị nhẹ hẫng ném ra mệnh lệnh tiêu diệt sạch làm phản bất ngờ bị đám người thông qua các loại phương thức thêm mắm dặm muối vào. Binh lực của Hoa Hạ quân quả thực trứng chọi đá, nhưng vị tâm ma kia đã buông xuống nhân từ, chuẩn bị áp dụng thủ đoạn ứng đối càng tàn khốc. Tin tức đó lan truyền trong nhân viên cao tầng có danh vọng trong đám tù binh nữ chân, thế là bầu không khí giữa các tù binh cũng trở nên càng khẩn trương và túc sát. Chịu chết hay là vùng lên? Đây là lựa chọn tự do cuối cùng mà một số tù binh người Kim phải đối mặt trong cuộc đời. Ngày 20 tháng 4, Cư Chính Ngôn vẫn chưa đánh hạ được Kiếm Các đúng hẹn, Ninh Nghị lại một lần nổi nóng. Ninh Nghị sai người gửi một câu đến tiền tuyến, ngươi hãy hỏi hắn là có muốn ta tự mình đánh không? Trận chiến Kiếm Các kết thúc là vào buổi chiều hôm nay, ngày 22 tháng 4. Bạt Ly Tốc đã bị buộc đến đường cùng cho phép lính Kim khác đầu hàng Hoa Hạ quân, sau đó dẫn dắt 8 thân vệ phát động xung phong. Đây là cuộc xung phong cuối cùng của Bạt Ly Tốc. Chiến sĩ Hoa Hạ quân ở gần đó đã dàn trận sẵn sàng đón địch, thân vệ của hắn bị Hoa Hạ quân lần lượt chém chết. Một trung đội trưởng Hoa Hạ quân tên là Vương Đại đấu đơn với Bạt Ly Tốc. Trong chiến đấu lúc trước hai người đã bị thương, nhưng cuối cùng là Bạt Ly Tốc bị Vương Đại giết ngã trong vũng máu. Ninh Nghị dẫn dắt hơn 1.200 người đến Kiếm Các trong chiều nay. Kiếm Các cách Hán Trung hơn 300 dặm theo đường thẳng, suy xét đến đường uốn lượn, muốn đến chiến trường e rằng phải chạy 500 dặm. Ninh Nghị ra lệnh cho sinh lực quân hơn 1.200 người xuất phát trước, lấy tốc độ nhanh nhất tập kích Chiêu Hóa, nói cho Hoàn Nhan. Tông Hàn biết, ta giết tới nơi rồi. Tối cùng ngày, Ninh Nghị ở Kiếm Các nhận được báo cáo chiến sự sơ bộ truyền đến từ đồng bằng Hán Trung. Ninh Nghị và Cư Chính Ngôn há hốc mồm đọc, đùa gì vậy, Niêm Hãn dám chơi micromanagement, sao chơi được? Giải thích, micromanagement là quản lý vi mô trong chơi game, là việc người chơi xử lý các yếu tố chi tiết trong trò chơi. Nó xuất hiện trong một loạt các trò chơi và thể loại, bao gồm trò chơi điện tử chiến lược, mô phỏng xây dựng và quản lý cũng như mô phỏng nuôi thú cưng. Cư Chính Ngôn không hiểu micromanagement là cái gì, chỉ cảm thán, đám người nữ chân này có ý chí rất quyết liệt. Tình hình cuộc chiến đối mặt hoàn cảnh xấu thì hoặc là tráng sĩ chặt cổ tay, hoặc là thất bại thảm hại, nhưng Tông Hàn không làm như vậy, hắn ném vào từng nhóm binh lực, muốn mệt chết Hoa Hạ quân đoàn 7. Nếu ý chí như vậy, nếu đặt vào người Vũ triều năm xưa thì đã không có Kim Quốc lần thứ hai xâm nhập phía Nam. Tông Hàn không muốn quyết chiến quy mô lớn, ném binh lực ra ngoài như vậy, mỗi bộ đội chỉ có chút sức chiến đấu trong lần đầu đụng độ. Nếu bị đánh ngã thì đành ký thác vào ý chí muốn về nhà của đám người nữ chân này kiên quyết đến mức nào. Ta đoán có lẽ Tông Hàn lập một mục tiêu cỡ vừa, nói cho những người này lỡ như bị đánh bại sẽ đi đâu tập hợp. Dùng tướng lĩnh trung tầng thu gom lính tan tác, nhưng sức chiến đấu của loại lính này có hạn. Ta cảm thấy có lẽ lúc đầu hắn sẽ làm người ta cảm thấy binh lực liên tục không ngừng, nhưng tới một mức độ thì cái khung dần sụp đổ. Có lẽ bên Tần tướng quân cũng nhìn thấy khả năng này, cho nên dứt khoát lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, lặp lại nhiều lần từ từ đánh. Cư Chính Ngôn nhìn bản đồ rồi phỏng đoán hướng đi của toàn bộ chiến sự, cách nhau quá xa nên đoán kiểu này chưa chắc đúng. Nhưng tổng thể thì quân đoàn 7 không rơi vào cạm bẫy tan tác, còn có thể ung dung tác chiến, ít nhiều gì làm vơi nỗi lo của Ninh Nghị. Đám phá sản này, ngẫu nhiên mắng người thì ngữ khí của hắn cũng bớt gắt gỏng. Rạng sáng ngày 23, trước khi trời sáng, 1.200 Hoa Hạ quân thừa dịp bóng đêm tập kích, đánh bại thành cổ Chiêu Hóa do Hán quân trấn thủ. Sau khi người nữ chân rời đi, có khoảng hơn 2 vạn bộ đội Hán quân trấn thủ ở đây. Nhưng Hoa Hạ quân tiến công cơ hồ không gặp phải bất cứ chống cự, dường như bọn họ sớm đoán trước Hoa Hạ quân sẽ đến. Khi đội tiên phong của Hoa Hạ quân cột dây thừng nhanh chóng leo lên tường thành thì gần như không trải qua nhiều chém giết, thủ vệ Hán quân trong thành lập tức quỳ khi thấy Hắc Kỳ. Sau khi thẩm vấn,
Được biết một số thủ lĩnh Hán quân áp vàng bạc còn lại trong thành đã chạy trốn ngay trong đêm. Bộ đội đánh Hạ Kiếm Các nghỉ lấy sức một lúc, Ninh Nghị, Cư Chính Ngôn triệu tập 800 sinh lực quân vẫn còn sức chiến đấu tiến phía bắc của Chiêu Hóa hội hợp cùng Tiên Phong. Trưa cùng ngày, tiểu đoàn trưởng Phạm Hoành An của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 3 của sư đoàn 2 trong Hoa Hạ quân đoàn 7 lừa mở cổng thành phía nam Hán Trung. Nhìn từ vĩ mô thì nguyên bộ đội mấy vạn người do Tông Hàn dẫn dắt đang bị cây búa Hoa Hạ quân đập vỡ từng mảnh. Một số binh sĩ Kim Quốc đánh thua bất lực trốn hướng Hán Trung, bởi vì đã tính trước bước thất bại nên người nữ chân không thể từ chối đám binh sĩ này. Trong vài ngày ngắn ngủi, hệ thống tuần hoàn do Tông Hàn lập ra chung quy tồn tại vấn đề trong lúc vận hành một số chỗ, Phạm Hoành An chui chỗ trống đó, sau khi cướp cổng thành thì bắt đầu dựng trận địa. Buổi chiều hôm đó, Trần Hợi dẫn dắt hơn 700 người chạy nhanh về phía bên này, hắn cũng muốn Hán Trung, chẳng qua bị Phạm Hoành An nhanh chân đến trước một bước. Từ đây về sau là Cao Khánh Duệ dẫn đội vào thành từ cổng Tây. Đám người Tông Hàn, Tát Bát, Thiết Dã Mã cũng đang di chuyển về phía bên này. Chiều hôm nay, Tần Thiệu Khiêm cũng đến Hán Trung, đoàn người lục tục tụ tập, triển khai chiến đấu trên đường phố, ngoài thành thì chuẩn bị cho đánh trận địa. Hoàng hôn hôm nay, Hoàn Nhan Hy Doãn dẫn dắt đội tàu rầm rộ xuất hiện trên mặt sông Hán Thủy phía đông của Hán Trung. Quân đội do hắn dẫn dắt nhập cuộc ngay, đây là hơn vạn sinh lực quân cuối cùng mà nữ chân Tây Lộ quân có thể vận dụng. Khi biết bên này có manh mối khai chiến, Hoàn Nhan Hy Doãn liền buông xuống kế hoạch ở gần Tương Phàn để vây công Tề Tân Hàn. Điều động đội tàu ngược Hán Thủy chạy về phía Tây, bây giờ sự xuất hiện của hắn mang đến áp lực rất lớn cho quân đoàn 7 trên chiến trường Hán Trung. Từ năm trước đến năm nay, sự tồn tại của Hoàn Nhan Hy Doãn làm quân đoàn 7 đau đầu nhất. Dù quân đoàn 7 có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng ứng đối của Hy Doãn luôn là chính xác nhất, cũng là khâu khó sơ nhất. Lúc trước quân đoàn 7 tấn công Chiêu Hóa, đánh một đợt với Đồ Sơn Vệ, nhưng Hy Doãn điều động mấy chục vạn vật hy sinh Hán quân khiến quân đoàn 7 tay trắng quay về. Đến năm nay Hoàn Nhan Hy Doãn khống chế thế cục Tương Phàn, lại khiến cho mấy vạn Hán quân chết kích trầm xa sau khi phản động. Thậm chí Tề Tân Hàn mạo hiểm lớn tiến quân nghìn dặm, cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy, lực lượng cách mạng của Lục Lâm quanh Tương Phàn bị dọn sạch. Đụng phải kẻ địch như vậy không khác gì gặp Ninh Nghị, tuy không sợ về mặt sức chiến đấu, nhưng ai cũng không biết khi nào sẽ rơi vào một cái hố, tóm lại là trong lòng có áp lực. Nhưng may mắn một tin tức khác truyền đến, Hoa Hạ quân đoàn 5 đánh bại Kiếm Các, giết Bạt Ly Tốc, sau đó phá Chiêu Hòa. Ninh Nghị và Cừ Chính Ngôn đang dẫn dắt đội ngũ chạy nhanh về phía Hán Trung, nếu bị vị tâm ma này tóm đuôi thì thất bại của Vọng Viễn Kiều có thể sẽ lại ái diễn trên bờ sông Hán Thủy. Ngày 24 tháng 3, đội ngũ Hán quân ở những nơi như phía đông và nam của Hán Thủy, Tương Phàn vẫn không thể thông qua tỉnh.